chị vào nó dồn rồi chị chồng có cái trang thông tin điện tử của ban nội chính ấy, chị vào đó thì chị đăng ký để bọn tôi sắp xếp cho chị tiếp. Vâng. Ngày tiếp là ngày hôm qua, thông thường là ngày 15 tháng tháng, thì một trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Là gặp được bí thư. Làm bí thư tỉnh ủy tại điểm. Em lại ở Hà Nội. Dạ, bạn. Chắc là cả chị có liên quan gì đến công việc của tỉnh đấy phải không? Vâng. Thế thì chị nhìn vào cái trang thông tin này. Trang thông tin nội chính. Nhưng mà mình vào đấy thì có gọi được vào đấy không hay là... Dạ không, chỉ vào chỉ đăng ký thì anh em tôi sẽ tổng hợp để báo cáo đồng chí bí thư sẽ... Nội chính thì ạ? Chỉ đợi cho tôi Quảng Bình. Nội chính chấm Quảng Bình. Chấm Quảng Bình. Chấm cơ không vừa chấm cơ. Chấm cơ. Chấm cơ. Chấm cơ thế nào? Chỉ vào được kia? Đang chờ ở đây. Đang đây. Nội chính chấm Quảng Bình chấm gơ và chấm em. Chị có đơn hay có vấn đề gì cần phải? Có ạ. Vâng, thế thì chị có thể trực tiếp đưa cho tôi. Vâng. Bây giờ cái đoàn thanh tra của ông Nguyễn Hòa Bình thì em cũng gửi cả đơn cho đấy thì cũng được không? Dạ, đơn của đoàn thanh tra không? Đơn gửi cho cái đoàn đoàn kiểm đoàn không? Dạ. Đơn cho ông cũng đã cắm vào gửi đơn cho đoàn thanh tra. Dạ, ban nội chính tỉnh ủy là cơ quan thường trực tiếp dẫn của bí thư tỉnh ủy, mà hiện tại giờ chúng tôi đang còn giúp cho đang còn gửi đơn cho đoàn. Vâng, thì có thể gửi luôn hai đơn ở đây thì có thể gửi hai đơn ở đây cũng được. Vâng, cũng, vâng. Cũng có thể là chị gặp vâng. Đoàn ở khách sạn Hương Thanh một trong hai nơi. Có gặp được đoàn không để cũng sơ cũng tôi cũng biết bởi vì cái việc đó là quyền của đoàn, quyền của đoàn cơ. Để đấy chị kia mà gửi thì cứ gửi đây xong em lại mà thì là hai cái đơn ra đấy em gửi tiếp. Tại vì bỏ thì anh chưa đơn này là đơn tố cáo đáng chơi mà.